À, má Tư xuống nè cả nhà ơi. Con chào má Tư. Dạ. Dạ má chị vô ấy rồi. Dạ. Tư đây cả nhà ơi. Cái này giờ vui lắm á. À, bắt đầu đó mới đi với cậu đi một năm đi ba bốn lần luôn. Dạ. À, má tư má Tư có thể dừng lại xíu chia sẻ bọn con nói chuyện vui bọn con xíu được không má Tư? Nói nào vô đây mấy giờ bay má Tư? Lúc 4:40 mới bay. Trời ơi, 4:40 bay hả? Không biết đi đâu này thôi, vô này cho nó trống quá ha. Vô trong đường kia mà. Dạ, trong kia là trong vô check in trong kia. Ủa má Tư đi cùng. Ông lo đi vô cửa nào? Cửa này luôn. Cửa này quá. Đi qua ngay đi nè. Để chưa mấy anh hỏi gì. Má Tư hôm nay đi chơi hả? Đi có công việc gì không má Tư? Đi chơi. Trời ơi, hôm nay được đi vô đi qua bển kiếm ông sư nào cao ta ấn về làm ngược lại. Má Tư chơi lớn luôn hả má Tư? Này chơi lớn luôn. À, má Tư ơi, má Tư chia sẻ với tụi con xíu về cái vụ mà hôm trước của các bạn bả sờ đầu của chị Lon đó. Có ảnh hưởng gì không má Tư? Ôi, tôi không tin. Má Tư không tin hả? Có, cũng không tin. Ở đây là con mà nó tới đó là cái chuyện nhỏ. Nó cũng đi kiếm, nó cũng lên tuốt ở Tây Ninh, nó làm hết rồi. Dạ. Người ta không nhận làm. Còn cái vấn đề mà cái bài báo có đăng á, nói là phía bên kia họ muốn giành hết quyền tài sản của Hồng Loan và cũng như là triệt hạ hàng thừa kế thứ nhất, thì theo má Tư nghĩ như thế nào má Tư? Tại vì họ chắc họ hành kinh lạ họ xuống. Hành kinh lạ. Dạ. Do đất nước Việt Nam mình có pháp luật mà. Dạ. Họ phải tuân thủ pháp luật không? Họ không đồng ý là Hồng Loan quyền sở hữu của cha để lại. Họ muốn giành hết tài sản. Thì họ cứ giành đi. Dạ. Vài bữa rồi cũng tặng cho họ vài căn. Vài cái. Bữa hổm cũng tặng hết 12 căn rồi. Dạ. Giờ tặng thêm 3 căn nữa cho đủ 15 căn. Thường thường 15 căn có biết ở đâu có 15 căn. 15 căn thường thường ở nhà vệ sinh không mà. Dạ. Còn vấn đề mới Tư đang lo lắng sợ họ qua lấy vàng dẻo của nhà chị Hồng Loan. Trời ơi, vàng dẻo nhiều lắm, bởi dặn mấy đứa đó hễ mà có sản xuất vàng dẻo thì giật nước liền. Dạ. Để nó đớp. Sợ nó đớp. Thôi để má vô nha. Dạ, để mấy đứa nhỏ nó chờ. Về đi, má Tư nói cái vụ hạt má bà Tư bỏ bộ hả giờ luôn. Thấy là má Tư có bị gì không? Từ nhỏ tới lớn cũng có rồi mà má đi với cậu cũng có người làm má mà làm. Nguy hiểm gì đâu. Có đó là có cho phải con hôm bữa nhưng mà từ cái chân mạng mình thôi. Yeah. Với lại cái người hộ mình á lớn của họ là hôm trước con cũng nghe má Tư nói là có người nào đó muốn hại má qua bằng cái bùa ngải. Nhưng mà người ta thấy má Tư sống thật là tốt nên người ta gọi cho má Tư đúng không? Gọi má Tư tại vì cái người đó hồi xưa cũng là ái mộ cậu và biết má luôn. Dạ. Yeah. Rồi cháu người đó điện cho má, cái cô đó cô của anh trước mà đi làm đâu là chúng ngay fan của má Tư. Thì giờ hỏi con, giờ cậu với má mấy chục năm rồi mà những người ái mộ là phải biết thôi. Dạ. Má ơi, cho tỷ nhưng mà mình nếu mà mình làm như thế nào mà biết mình cảm nhận mình bị người ta thì buồn mình má Tư. Ví dụ dưới vô con xong thì người con nó đứng dậy cái là nghĩ mà lúc là biết mình, còn lúc là mình nghĩ mình là ai. Còn vấn đề mà của anh còn biết quyền sao người ta cấm cái người mà cấm kêu gọi tên đó má. Anh Hai Hòn hả? Anh Hòn. Thì cái vấn đề đó má nghĩ là có hàng gắn hay là đồ không má? Không, hay là không có gắn. Lớn hết trơn rồi con. Dạ. Tại vì 50 mấy rồi thì thôi để thuận theo ý trời đi. Dạ. Còn cái người xử này bây giờ má đâu có xử đâu, má nhường cho lại cho cậu xử. Dạ. Tại người đó lừa cười của cậu nhận. Mà má là người nói với cậu trước rồi mà cậu không nghe, cậu nhận thì bây giờ tới chuyện này để cậu nhận. Nghe nói là 30 năm trước mà má đã có nhắc nhở, má đã nhắc nhở rồi. Cậu rồi má Tư. Dạ. Vậy đi nha, để má. Dạ. Vô để má đứa nhỏ rồi, chờ. Con chúc cho má Tư du lịch vui vẻ nha. Dạ. Chúc anh má cho du lịch vui vẻ nha. Anh đi luôn hả? Đi luôn. Chú chị ơi, thì má Tư cũng vừa đến với chú thì cũng chia sẻ chuyện tâm linh của chú Năm cả nha, để cả nhà mình xem mình biết được những cái rất là thú vị cả nhà. Chúc má Tư vui vẻ bình an nha má Tư. Cả nhà má Tư giờ cũng vào trong rồi.
thưa quý vị, cô chú anh chị cũng đã biết là Mới Tư cũng chia sẻ rất là nhiều cái mà mình cần phải đi biết cô chú anh chị, những cái thông tin là chơi buồn nữa để nó hãm hại người của chú anh chị. Thì Mới Tư cũng đã hỏi là cách đây mấy năm trước, nói chục năm trước thì Mới Tư cũng đã nó ghét Mới Tư và cậu Năm, người ta cũng tìm cách để nó hòa bềm, nhưng ngược lại người ta không có thể làm được bởi vì ta ấn Mới Tư rất là cao. Đó là cái chuyện tâm linh của cô chú anh chị. Còn cái chuyện mà cô chú anh chị mà cứ nghĩ này kia thì về nói chung là nó không có thể hại được chị Hồng Loan được đâu cô chú anh chị. Thì cái chuyện mà tâm linh của chú Năm á, thì chú Năm chú rất là linh thiêng cả nhà. Thì cũng có sự ví dụ như trường hợp như mà chị Hồng Loan cô chú chị đã thấy á, hôm bữa cái bà kia bà tới đó, bà rút giấy xong rồi bà rút ba cây nhang đó, tại sau đó là bà vuốt tóc chị Hồng Loan đó, cả nhà vuốt hai cái thôi. Thì nhiều cô chú anh chị hỏi là vuốt ba cái rất là nguy hiểm, cho nên là em không biết nguyên nhân tại sao đó, là người ta cách người ta chơi bùa ngải, người ta hại người của chú anh chị. Theo có bùa ngải của người ta đó, ví dụ như một cái trường hợp như người ta chơi bùa ngải này của chú anh chị trong một năm, hoặc là ta hại một người đến hai người, hoặc là người ta giết được một người, đó là cái trường hợp đó em đã gặp rồi. Và cô chú anh chị không phải mình đến đây mình để mình nói là phân biệt người chủng tộc, người dân tộc mà người Kinh với cô chú anh chị, ông hoặc em cô chú anh chị cũng rõ có nguyên một cái lần dân tộc đó cả nhà. Là người ta trong một năm đó, người ta phá hại được một người, hoặc người ta ẩn cho một người này kia ở bệnh quận hay là sao là chết. Nói chung mà cả nhà cũng đã hiểu, ông chị vợ của em nó cũng bị những trường hợp đó của chú anh chị, người ta bỏ bùa bỏ ngải của chú anh chị, mình giảm lên khi về trong vòng có bôi lâu đó là sẽ chết đâu của chú anh chị, chứ không phải đơn giản đâu cả nhà. Cho nên là cái chuyện tâm linh nó rất là nguy hiểm, chơi bùa ngải của chú anh chị. Nhiều của chú anh chị có bùa ngải hôm bữa các bà đó bà tới đó là bùa của Campuchia đó cả nhà. Đó, nhiều người có người thì nói là bùa Thái Lan cả nhà. Cho nên là cái chuyện mà bùa ngải thì bọn em không cũng quan tâm gì nhiều, bọn em chỉ đến đây để ủng hộ trong cái giai đoạn cuối của chị Hồng Loan trong pháp lý ra tòa, để cho lái lẽ những cái gì của ba mình và có chị yên bình cho gia đình chị được buôn bán cuộc sống cho nó yên bình, sau đó là sẵn sửa lại căn nhà số 5 để cho thờ cúng ông bà cha mẹ của mình đó cô chú anh chị. Thì mà em cũng biết cái thông tin vậy thôi cô chú anh chị. Thì nói chung hồi nãy chị Hồng Loan vô thì bọn em đứng cửa số 1, chị Hồng Loan rồi đi vào cổng số 2, thì sau đó có việc quay chị Ni thôi. Thì hiện tại bây giờ Mới Tư cũng vừa đến thì em cũng quay được Mới Tư để chia sẻ một xíu cho cô chú anh chị các bạn xem. Cô chú anh chị mà xem video này thì cô chú anh chị nhớ ủng hộ cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ cho kênh em còn ngày được phát triển nhiều hơn nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành yêu quý Tin Ba Miền, cũng như đi quý chị Hồng Loan, cũng như quý các anh em YouTube cả nhà. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ngày trở về của chị Hồng Loan, Mới Tư và chị Ni nha cô chú anh chị. Bye bye cô chú anh chị nha.